Chiếc Lamborghini Urus màu trắng đầu tiên tại Việt Nam vừa chính thức được bàn giao cho đại gia Minh Nhựa, chứ không phải về tay đại gia Ninh Bình như tin đồn trước đó. Và sau khi được vận chuyển vào Sài Gòn, thì sáng nay, ngày 19 tháng 11, chiếc Lamborghini Urus màu trắng đã chính thức được bàn giao cho đại gia Minh Nhựa và xe nhanh chóng đã được đưa về nhà, nằm cùng với chiếc SUV hạng sang Range Rover như quý vị và các bạn đang nhìn ở trên hình. Đây chính là đại gia Việt Nam đầu tiên sở hữu Lamborghini Urus theo diện chính hãng. Như vậy thì gần một năm sau khi ra mắt tại thị trường toàn cầu thì cuối cùng cũng có đại gia Việt sở hữu siêu xe Lamborghini. Một siêu SUV Urus. Chiếc siêu SUV Urus sở hữu kích thước dài 5.112mm, rộng 2.016mm và cao 1.638mm, cùng chiều dài cơ sở 3.003mm và với trọng lượng chỉ dưới 2.200kg. Nhẹ hơn cả một chiếc Porsche Cayenne Turbo, sản phẩm này chia sẻ platform MLB Evo. Mặc dù Lamborghini nói rằng Urus mang một số cảm hứng từ LM002, nhưng hầu như chúng ta không thấy nhiều điểm tương đồng. Rõ ràng Urus giống chiếc Aventador và Huracan nhiều hơn. Chiếc màu trắng xuất hiện tại Sài Gòn sở hữu bộ mâm 5 chấu đơn tiêu chuẩn trông khá hiền, đèn pha, đèn hậu sử dụng công nghệ LED hiện đại, thiết kế hầm hố. Động cơ twin turbo V8 4.0L của Urus sẽ giúp nó song hành hoàn hảo cùng Aventador và Gallardo. Động cơ này sản sinh công suất 641 mã lực, mô men xoắn cực đại 850 Nm, có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3,6 giây, từ 0 đến 200 km/h trong 12,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/h. Sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Lamborghini Urus sẽ có 6 chế độ lái khác nhau: Strada, Sport, Quasar, Snow, Terra Offroad và Sabia là chế độ chạy cát, cộng với một chế độ riêng biệt gọi là Ego. Ở chế độ Nav, Terra và Sabia sẽ giúp nâng gầm xe để cải thiện khoảng sáng gầm, còn Strada, Sport và Quasar sẽ tối ưu hóa khả năng vận hành trên đường phố. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, nhớ like, share video này và cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam.